Út Như xin chào cả nhà. Thì đây là cái trái bí này hôm bữa Út Như thu hoạch với Lena đó cả nhà. Út Như để cái điện thoại quay sao mà nó mất khúc ở trên rồi, thôi cả nhà thông cảm cho Út Như nha. Bây giờ không có nhìn nguyên cái bí được. Để mấy ngày nay rồi mà nó cũng còn rất là tươi đó cả nhà. Thì hôm nay Út Như sẽ làm một cái món bí. Bí này giống như Việt Nam hồi xưa Út Như ăn lâu lắm rồi, là bí hầm dừa đó cả nhà. Lena thì muốn nướng ăn, nhưng mà Út Như nhớ tới cái món ngày xưa ăn ở Việt Nam á, là món bí hầm dừa, nên hôm nay Út Như sẽ làm cái món bí hầm dừa này ăn thử á cả nhà. Để hôm nay rồi mà nó còn tươi dữ lắm á cả nhà, nó không có bị héo gì chân á, không có bị khô, nó rất là tươi. Út Như lấy trái bí bự này trước đi, tại vì còn trái nhỏ đó thì để mai mốt chắc có thể Út Như sẽ nướng cho Lena ăn, tại Lena thích nướng. Út Như sẽ gọt vỏ nó ha cả nhà. Cái vỏ nó giòn tưng này nè, ngon ghê luôn á, nhưng mà Út Như không có ăn vỏ, gọt bỏ vỏ nó đi. Và Út Như cũng sẽ bỏ ruột nó luôn, bỏ hột bỏ ruột luôn. Gọt ra làm bốn nhà nè cả nhà, đang dễ gọt vỏ hơn, nó bự quá khó cầm. Út Như tính để cắt mà không có cắt được, nên nó chẻ ra làm bốn nhà nè đó. Cắt nè, cả nhà thấy không, nó đỏ, nó vàng hực ngon ghê luôn á, đỏ cam luôn á. Nhưng mà mấy cái hộp với cái ruột này thì Út Như không có lấy, Út Như lấy cái miếng thịt nó thôi à. Đây nè cả nhà thấy không, cái vỏ nó giòn, nó giòn gụm mà đó. Thì Út Như sẽ gọt hết cái mớ cái này, cái trái này, nó trái bự cả nhà. Lâu lắm rồi chưa có ăn cái món bí hầm dừa này. Ngày xưa thì ở Việt Nam thì lúc đó Út Như cũng còn nhỏ, bây giờ nhớ mãi mãi nó thôi à. Thường thường thì bí này thì Út Như nấu canh thường, nấu canh với tôm, tôm bằm ra mình nấu canh ăn. Hoặc là Út Như cắt khúc ra, Út Như bỏ vô máy nướng vậy đó, ăn nướng ăn cũng ngon lắm cả nhà, nó dẻo dẻo. Bởi vì Lena thích nướng. Ôi ơi cả nhà coi nè, nó tươi dễ sợ tươi không. Cái bí này ở bên đây á cả nhà, Út Như để ở ngoài vậy đó nha, lâu vậy đó mà nó cũng không có hư nữa cả nhà, nó vẫn tươi vậy đó. Chắc tại ở bên đây trời lạnh hay sao á, tươi gói à, bự quá khó cầm nên nó như chỉ để vậy, như gọt nó thôi đó. Cái bí hầm dừa này của Út Như thì Út Như không có làm qua bao giờ, thì Út Như làm cái dạng nhanh gọn lẹ thôi đó cả nhà. Đó thì Út Như đã cắt nó xong rồi nè, giờ thì Út Như sẽ dẹp mớ này đi, rồi Út Như rửa cái bí này ha cả nhà. Quá sát chừng nhiều, coi vậy chứ nhiều lắm á cả nhà. Được 4 khúc vậy đó cả nhà. Ngon ơi là ngon. Cái cơm nó cũng dày lắm. Cây nhà lá dừa là tự mình trồng mình thấy nó ngon. Và đây thì Út Như đã rửa nó vào, Út Như đã cắt khúc nó ra xong rồi nè cả nhà. Đó. Cắt khúc khúc nó vậy nè. Cả nhà nhìn thấy nguyên một tô quá hả, dung trùng luôn không? Không biết Út Như ăn hết hôm nay mà hả, tại Lanh nấu hết luôn cháy vậy đó cả nhà. Mà nấu hả không biết được chưa nữa nè, chưa nấu qua bao giờ đó cả nhà. Đó, thì bây giờ là Út Như nấu với nước dừa. Nước dừa này thì Út Như có nước dừa hộp đó cả nhà, sẵn rồi thì bởi vậy nấu nhanh gọn lẹ. Đó, nước dừa. Rồi bắt bếp lên nấu nha cả nhà. Rồi, thì bây giờ Út Như sẽ đổ nước dừa vô và bỏ bí vô luộc. Út Như không có lấy hết nước dừa ha cả nhà, Út Như lấy một tí thôi à, để Út Như luộc cho bí nó hơi chín một chút á. Đó. Bây giờ mới bỏ vô thì bắt đầu mình trộn nó được cả nhà, để hồi mà mình trộn nó là nó bị bể hết á. Út Như sẽ bỏ một tí muối vô ha cả nhà.
Tại cái bí này nó đã ngọt sẵn rồi đó cả nhà, nên Úc Như chỉ bỏ một miếng muối vô, dặn miếng muối vô thôi. Đó, thì bây giờ Úc Như sẽ trộn nó nào. Trước khi nó bị chín mềm thì mình trộn nó. Để mà hồi mình mà trộn là nó bể nát hết. Chưa gì nhìn cái màu hấp dẫn rồi đó, nước dừa béo ngậy luôn cả nhà ơi. Rồi nãy giờ nó đã sôi rồi đó cả nhà. Thì Úc Như sẽ để cho cái bí nó chín một chút nữa ha. Không có dám bơi, không có dám trộn nó nữa cả nhà. Đó, thì bây giờ nó đã chín rồi nè cả nhà. Thì Úc Như sẽ cho nước dừa vô thêm. Đó, Úc Như cho nước dừa béo ngậy này vô thêm nữa nè. Ăn cái này xong đi rồi lên ký nữa. Tại vì ăn nước dừa béo này lên ký cho mà coi. Nhưng mà lâu lắm rồi nhưng chưa ăn món này. Đó. Úc Như để Úc Như nấu nãy giờ thì nó đã riu riu rồi đó cả nhà. Thì Úc Như thấy là nó đã mềm dẻo rồi nè. Bây giờ vớt ra ăn thôi cả nhà ơi. Vớt ra một tô ăn. Ăn thử coi coi nó có giống cái mùi vị ngày xưa của mình ăn ở Việt Nam á cả nhà. Ngày xưa mùi vị ở Việt Nam hả, bí hầm dừa ăn ngon lắm. Nhưng mà cái này Úc Như không có gành lắm nên Úc Như nấu nó chắc không có bằng đâu. Nhưng mà nhìn cái màu nó cũng là ngon lắm nè. Và đây là tô bí hầm dừa của Úc Như. Ngon quá trời ngon nè cả nhà. Cái món này á, mình ăn không vậy mà mình ăn với cơm hay gì cũng được cả nhà. Úc Như thì Úc Như ăn với cơm nha cả nhà. Nhìn thấy nó dẻo ngon quá cả nhà. Cái món này Úc Như thấy là ăn chay ăn mặn gì cũng được hết trơn á cả nhà. Úc Như thì hôm nay Úc Như ăn cơm. Ngon quá chừng ngon. Đây chén cơm. Ai ăn chay thì ăn vậy đó cả nhà. Còn Úc Như thì lại là có được một cái cá cơm kho khô này của người em chồng ở Việt Nam đem qua cho nè cả nhà. Đó, cá cơm kho giòn, ngon quá trời ngon luôn á cả nhà, hấp dẫn ngon quá. Thì cũng như sẽ ăn cơm với cá cơm kho khô này, kho giòn này với cái bí hầm dừa này nha cả nhà. Còn ai mà ăn chay thì là ăn cơm với bí hầm dừa này thôi, rất là ngon á cả nhà. Cái cá cơm kho giòn này nè cả nhà, mình nấu cháo trắng mình bỏ vô mình ăn cũng ngon lắm á nha cả nhà, rất là dễ ăn. Rồi múc cái cá cơm kho giòn này ra ăn ha cả nhà. Và đây chén cơm với cá cơm kho giòn và bí hầm dừa rất là hấp dẫn ngon cả nhà ơi. Úc Như xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ Úc Như. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ bình an. Xin chào tạm biệt cả nhà.